Máy đun cá công nghiệp 11 kW, đun nhuyễn nguyên liệu tính bằng giây. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Khi chế biến thức ăn chăn nuôi từ các loại cá, tôm, cua, gà, ốc, rau cỏ thì máy đun cá là một công cụ không thể thiếu, giúp bà con giảm thiểu chi phí cũng như tiết kiệm được thời gian thay vì băm nhuyễn theo phương pháp thủ công. Máy đun cá của công ty Bình Minh sản xuất với tính năng hiện đại là sự lựa chọn hoàn hảo cho các cơ sở sản xuất cũng như trang trại chăn nuôi. Máy thiết kế đơn giản, vận hành hoàn toàn tự động, chỉ cần cắm điện và cho nguyên liệu vào. Máy có thông số kỹ thuật, chiều dài 125cm, chiều cao 77cm và chiều rộng 100cm, toàn nạp nguyên liệu to, rộng nên có sức chứa lớn. Thiết kế dạng phễu tiện ích giúp nguyên liệu tự động di chuyển xuống buồng làm việc nên tuyệt đối đảm bảo an toàn cho bà con. Hệ thống trục cánh xoắn quay đều với tốc độ lớn, cuốn nguyên liệu vào lòng ống đun dài 90cm và đẩy thành phẩm đi qua mặt sàng để ra ngoài chỉ sau vài giây. Máy đun cá được áp dụng công nghệ hiện đại, có khả năng nghiền nhuyễn, được đa dạng nguyên liệu như ngan, gà, vịt, nguyên con với cân nặng từ 4 đến 5 cân một con, chỉ chưa đầy 3 giây, hoặc cua, ốc, cá, rau kết hợp với bột cám để đun rau hỗn hợp làm thức ăn chăn nuôi. Đầu đun máy với hệ thống tay khóa có nhiệm vụ tháo rời trục xoắn ra ngoài, thuận tiện cho khâu vệ sinh và bảo dưỡng. Khi tháo hoặc lắp đầu đun, cần lưu ý vặn nhẹ bằng tay để trục xoắn không bị siết chặt, giúp quá trình đun diễn ra hiệu quả hơn. Máy đun cá sử dụng nguồn điện 3 pha 380V cho năng suất cao đạt từ 1 đến 1,5 tấn trên 1 giờ làm việc, phù hợp với các nông hộ quy mô lớn đến xưởng sản xuất và trang trại chăn nuôi. Có 3 loại mặt sàng 8 ly, 10 ly và 12 ly để cho bà con lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. Hệ thống hoạt động của máy được thiết kế khỏe khoắn, nghiền nhuyễn nguyên liệu chỉ mất vài giây, giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu nhân công lao động, tăng nguồn năng suất đáng kể. Vậy bà con còn chần chờ gì mà không sở hữu ngay cho mình siêu phẩm giúp ích tuyệt vời này? Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Và nếu bà con muốn xem thêm các video khác của công ty Bình Minh, hãy nhấn vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Ngọc Nga xin chúc bà con chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo. Mọi máy móc mua tại công ty Bình Minh đều đảm bảo hàng chính hãng, mua giá gốc tại xưởng nên giá thành là rẻ nhất trên thị trường, được hưởng chính sách bảo hành lên tới 6 tháng tại xưởng và được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.